chào các bạn. Thưa các bạn, từ nãy giờ cũng theo dõi đó, một suốt quá trình từ nãy giờ hơi bị lâu, Lâm cũng hoàn thành được cái tác phẩm đó. Hơi bị điên rồ xíu. Đây là phẩm mà do Lâm suy nghĩ ra. Còn cái rau này là do ông chủ tiệm đây là ông Trí đã thiết kế nó, là làm cái bộ rau này nữa cho nó hoành tráng. Dù nhìn thì nó cũng quái dị mà cái nào Lâm thích gì đó. Và đây là một cái địa điểm của Baby Shop Vũ Trí, là cái chỗ mà để dành cho tất cả các bạn trẻ, không những trẻ mà có thể là lớn tuổi tới đây để mà chiêm nghiệm và để mà thư giãn, và đặc biệt là hớt tóc. Thì nhìn hai ông chủ đây thì nói chung là hơi bị sốc. Cái lần đầu tiên mà Long đến đây thì ấn tượng nhất của Long là hai anh em Vũ Trí hớt tóc, nhìn khuôn mặt rất là dữ dội ha, nhưng mà không biết chơi đâu thì cũng rất là dễ thương và hiền. Ngoài Long ra thì có rất nhiều, Long là một trong số những rất nhiều những nghệ sĩ nổi tiếng đã tới đây. Long thì Long rất thích tới đây, hình như là hầu như có mỗi lần cắt tóc là Long đều tới đây cả. Và nhờ ông chủ là ông Trí Tam Quốc thiết kế dùng cho mình. Các bạn hãy ghé tới 306/8 đường Nguyễn Thị Minh Khai, nhớ ghé.